Chào mừng các bạn đã trở lại với chương trình Bản tin sáng cùng tôi, bình luận viên Anh Quân. Đợt tập trung đội tuyển quốc gia tháng 10 khép lại, đưa chúng ta trở lại với guồng quay hấp dẫn của bóng đá châu Âu. Những thông tin về lực lượng cũng như tin đồn chuyển nhượng mới nhất sẽ là tâm điểm của bản tin sáng ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu một ngày mới, hãy cùng tôi khám phá những thông tin nóng hổi nhất liên quan tới bóng đá thế giới suốt 24 giờ qua nhé. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Pep Guardiola có lý do để giận dữ khi mất trụ cột trong 6 tuần tới. Hé lộ lựa chọn giành quả bóng vàng 2021 của người ngoài hành tinh. Thương thảo thất bại sau Barca cận kề ngày rời Camp Nou theo dạng chuyển nhượng tự do. Có Tomiyasu, Arsenal vẫn lăm le đưa về thêm hậu vệ phải. Pep Guardiola là một trong những huấn luyện viên luôn tỏ ra bất bình với lịch thi đấu của FIFA, khi ông tin rằng đây là những trận đấu hoàn toàn có thể gây ra chấn thương cho các cầu thủ. Những hoài nghi của huấn luyện viên trưởng của Man City lại có thêm cơ sở khi ông sẽ không thể có được sự phục vụ của cầu thủ đang có phong độ rất cao thời gian gần đây là Ferran Torres. Tuyển thủ Tây Ban Nha đã có 2 bàn thắng giúp cho La Roja hạ gục Italia bán kết Nations League, thế nhưng lại mắc phải chấn thương lưng nghiêm trọng và không thể đạt được thể trạng tốt nhất ở trận chung kết. Cầu thủ này đã phải nén đau để ra sân và anh sẽ phải ngồi ngoài trong vòng 6 tuần tới để điều trị chấn thương. Đây sẽ là tổn thất vô cùng lớn với Man City cuối tuần này khi họ mất cả 2 cầu thủ có thể chơi tiền đạo cắm là Ferran Torres và Gabriel Jesus. Chân sút người Brazil sẽ không trở về kịp từ đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Virus FIFA đang ảnh hưởng lớn tới nhiều câu lạc bộ hàng đầu tại châu Âu. Không chỉ Man City mà mới đây Real Madrid cũng đang vô cùng đau đầu khi họ mới nhận hung tin. Trung vệ đang hòa nhập rất nhanh tại đội bóng mới là David Alaba đã dính chấn thương đầu gối trong trận đấu tại vòng loại World Cup khu vực châu Âu cùng với đội tuyển Áo. Hiện tại Alaba đã trở về đại bản doanh câu lạc bộ để xem xét chấn thương. Chưa rõ mức độ chấn thương của Alaba là như thế nào, thế nhưng nhiều khả năng anh sẽ phải ngồi ngoài trong trận đấu vào cuối tuần này, cũng như cuộc đối đầu với Shakhtar Donetsk tại Champions League vào giữa tuần sau. Không chỉ Alaba mà Eder Militao cũng sẽ không thể ra sân thời gian tới. Cầu thủ người Brazil gặp chấn thương cơ đùi phải và nhiều khả năng sẽ phải chứng kiến các đồng đội gặp khó trong trận El Clasico 9 ngày tới. Virus FIFA có thể mang đến tổn thất cho nhiều câu lạc bộ, thế nhưng lại vô tình tạo cơ hội cho những người ít có cơ hội ra sân. Cập bến Paris Saint-Germain với chức vô địch Euro 2020 cùng danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu, Donnarumma mới chỉ ra sân 4 lần cho đội bóng nước Pháp ở mùa giải này. Huấn luyện viên Mauricio Pochettino vẫn tin tưởng vào người gác đền dày dặn kinh nghiệm là Keylor Navas. Tuy nhiên, nhiều khả năng thủ thành người Ý sẽ có thêm cơ hội để ra sân trong thời gian tới. Keylor Navas đã dính chấn thương trong quãng thời gian tập trung cùng đội tuyển quốc gia Costa Rica thi đấu tại vòng loại World Cup và đã bắt chuyến bay trở về Paris để kiểm tra mức độ chấn thương. Gần như chắc chắn Donnarumma sẽ bắt chính trong trận đấu cuối tuần này gặp Angers, cũng như một loạt cuộc đối đầu quan trọng khác trong tháng 10. Dứt áo Man City như một huyền thoại để đến với Barcelona theo tiếng gọi của Messi. Thế nhưng khi mà bộ đôi này còn chưa sát cánh với nhau trận nào thì họ đã phải chia ly. Messi tới Paris Saint-Germain để lại Aguero ở lại Camp Nou trong sự hụt hẫng. Chia sẻ với tờ El País, chân sút người Argentina đã nói: "Bạn đừng hỏi tôi về cái lúc mà tôi biết tin Messi sẽ rời Barcelona. Khi tôi biết về điều đó, quả thực tôi đã rất sốc và không thể tin được những gì chứng kiến trước mắt. Thứ bảy của tuần đó tôi có qua nhà Messi và chứng kiến anh ấy cũng sụp đổ, không kém gì tôi. Tôi chỉ cố gắng làm anh ấy vui hơn. Chúng tôi nói về eSport, về cuộc sống, về tất cả. Nhưng tất nhiên Messi sẽ chẳng thể nào quên nơi này." Dù đã có mặt tại Emirates để ăn mừng chiến thắng trước đối thủ cùng thành phố Tottenham, thế nhưng không lâu sau huyền thoại Thierry Henry vẫn cho rằng đội bóng không có được một hướng đi tốt về mặt chiến thuật. Trả lời buổi phỏng vấn với tờ Standard, cựu cầu thủ người Pháp đã nói: "Tôi không biết rằng Arsenal của chúng ta có đang đi đúng hướng hay không. Tôi đã xem trận đấu gặp Brighton. Không biết bạn có xem không? Tất nhiên, tôi là một trong những người vui nhất có mặt tại Emirates trong ngày Arsenal vượt qua Tottenham. Thế nhưng sau đó thì sao? Đội bóng chơi bạc nhược, tử thủ và không cho thấy được bản sắc cần có. Một sự thay đổi là cần thiết vào lúc này." Người ngoài hành tinh Ronaldo Nazario là một trong những cây săn bàn cự phách trong lịch sử bóng đá thế giới. Trong cuộc đua giành quả bóng vàng 2021 đầy gay cấn, với rất nhiều những hào thủ, cựu tiền đạo người Brazil đã chọn ra cái tên để gửi vàng của mình. Ronaldo đã đăng tải trên trang Facebook cá nhân một bức ảnh từ rất lâu, chụp hình với người mà ông cho rằng sẽ là chủ nhân của quả bóng vàng năm nay, đó là Karim Benzema. Cựu tiền đạo của Real Madrid cũng không quên gửi lời động viên với người đàn em như sau: "Không ai khác, Benzema là lựa chọn số 1 của tôi cho danh hiệu cá nhân cao quý nhất năm nay. Anh ấy là một chân sút cửu khôi, luôn đạt phong độ ấn tượng trong suốt 10 năm qua và đã giành được đủ những chức vô địch cao quý nhất." Sergio Roberto là một trong những mục tiêu hàng đầu của Barca trong việc gia hạn hợp đồng ở mùa giải này. Đội bóng chủ sân Camp Nou đã thành công trong việc giữ chân Pedri với mức phí giải phóng lên tới 1 tỷ euro.
thế nhưng lại đang gặp khó trong việc cam kết tương lai với cầu thủ đa năng người Tây Ban Nha. Theo những thông tin từ nhà báo Alfredo Martinez, thương thảo giữa Barca và Sergio Roberto đã chính thức đổ vỡ. Cầu thủ người Tây Ban Nha mong muốn một mức lương ít nhất bằng với con số mà anh đang nhận ở thời điểm hiện tại. Thế nhưng đội bóng xứ Catalan không cho rằng đóng góp của Roberto xứng đáng với con số đó. Họ cũng yêu cầu anh giảm lương để hỗ trợ đội bóng, thế nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Cầu thủ mang áo số 20 nhiều khả năng sẽ ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè sang năm, với bến đỗ mới là một trong hai đội Man City hoặc Bayern Munich. Barca có thể mất Sergio Roberto vào mùa hè tới, thế nhưng danh sách những mục tiêu tiềm năng để bổ sung lực lượng của họ đang vô cùng dài. Trong số đó, có hàng loạt những cái tên sẽ hết hạn hợp đồng vào năm 2022. Theo luật Bosman, đội bóng chủ sân Camp Nou hoàn toàn có thể liên hệ và thương thảo với những cầu thủ đó kể từ tháng 1 sang năm. Chủ tịch Juan Laporta được cho là đang nhắm tới những cái tên đình đám như Cesar Aspilicueta, Antonio Rudiger, Andre Onana, Frank Kessié và Paul Pogba. Đó là thông tin được tờ Marca đăng tải vào ngày hôm qua. Năm cái tên này nếu thương thảo hợp đồng thành công sẽ không tốn của Barca một xu nào ở phí chuyển nhượng. Tuy nhiên, lời đề nghị lương thưởng của đội bóng chủ sân Camp Nou phải thật hấp dẫn để cạnh tranh với những câu lạc bộ giàu tiềm lực hơn họ vào lúc này. Thật khó để tìm được một huấn luyện viên nào có thể làm việc với 100% khả năng của mình khi biết rằng mình có thể bị sa thải bất cứ lúc nào. Đó là thực trạng của Steve Brooke, người thừa trong kế hoạch tiền tỷ của giới chủ Newcastle. Đại gia mới nổi của bóng đá Anh mong muốn mang về một cái tên thật chất lượng để phục vụ kế hoạch đưa Trích Chòe trở lại như là một thế lực của xứ sở sương mù. Tuy vậy, khi mà những ứng viên tiềm năng vẫn chưa thể lộ diện, Steve Brooke sẽ hoàn thành nốt trách nhiệm của mình. Ông sẽ dẫn dắt Newcastle đối đầu với Tottenham Hotspur vào cuối tuần này trong một trận đấu có lẽ là cuối cùng của ông với đội bóng. Hiện tại có hai ứng viên được báo chí Anh đồn thổi sẽ trở thành người ngồi lên chiếc ghế huấn luyện viên trưởng tại Newcastle, đó là Antonio Conte và Brendan Rodgers. Những thông tin về Dusan Vlahovic đã xuất hiện rất nhiều trên khắp các mặt báo thời gian vừa qua, từ việc suýt chút nữa trở thành cầu thủ của Atletico Madrid cho đến khi Juventus theo dõi sát sao chân sút trẻ này. Giá trị của Vlahovic tăng vọt trong những tháng gần đây. Lardic Sport ngày hôm qua đã đưa tin rằng giờ đến cả Paris Saint-Germain cũng gia nhập cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo người Serbi. Giới chủ của đội bóng nước Pháp tin rằng Vlahovic có đủ tiềm năng và khả năng để khỏa lấp vị trí mà Mbappe để lại trong tương lai, khi cầu thủ mang áo số 7 rất có thể sẽ tới chơi bóng tại Real Madrid. Giao kèo giữa Vlahovic và Atletico Madrid với giá trị lên tới 60 triệu euro đã đổ bể trong quá khứ và nhiều khả năng con số này sẽ tăng nhẹ trong tương lai. Sức ảnh hưởng của Tomiyasu kể từ khi cập bến Arsenal nằm ngoài tưởng tượng của các huấn luyện viên pháo thủ. Hậu vệ người Nhật Bản liên tiếp mang đến những màn trình diễn tốt và gây dựng được lòng tin với khán giả. Tuy vậy, dường như huấn luyện viên Mikel Arteta vẫn chưa hài lòng với chất lượng nhân sự ở vị trí hậu vệ phải. Bằng chứng là ông đã điền tên 3 cầu thủ người Anh với mục tiêu đưa họ về trong tương lai. Theo tờ The Sun, Tariq Lamptey, James Justin và Mark Aaron đang lọt vào tầm ngắm của các cầu thủ thành London. Đội bóng chủ sân Emirates cần một cầu thủ trẻ, người Anh và giàu sức mạnh để xoay tour với Tomiyasu trong tương lai. Cả 3 đội bóng là Brighton, Leicester và Norwich đều không cho thấy bất cứ thiện chí nào trong việc nhả người. Nhiều khả năng Arsenal sẽ phải chi ra không dưới 35 triệu bảng cho một trong 3 cái tên kể trên.